Mặc dù remake nhiều lần nhưng cho đến nay, phiên bản 1986 vẫn mãi là bom tấn nhất. Một giữa những anh hùng để lại ấn tượng nhiều nhất bộ phim dù gia diễn khá ít ỏi chính là nàng hoàng Nga Câu Bội Đinh, hốt di chiếm dụng nhan sắc xinh đẹp, khí chất thoát tục. Câu Bội Đinh nàng hoàng Nga xinh đẹp, bom tấn nhất bên trên màn ảnh. Mặc dù vậy, vai diễn hằng Nga của Khâu Bội Đinh dù 33 năm trôi qua vẫn khán giả nhớ mãi, biến thành biểu tượng khó ai có thể sửa chữa. Đáng tiếc là, dù ngay bên trên đỉnh cao sự nghiệp, Khâu Bội Đinh vẫn quyết rời khỏi làng giải trí, bất chấp sự tiếc nuối của người hâm mộ. Xuất thân trong một gia đình danh giá, Khâu Bội Đinh là bạc phú Mỹ của Bi. Theo sự bố trí của cha mẹ, Khâu Bội Đinh kết duyên với con trai một cán bộ cấp cao trong quân ủy trung ương. Tuy nhiên, vì tính cách không hợp, cuộc hôn nhân của bọn họ đã chóng vánh kết thúc. Giống theo bọn học khoa vũ đạo của Học viện Nghệ thuật Dân tộc Trung ương Trung Quốc, Khâu Bội Đinh cuốn hút khán giả với dáng múa uyển chuyển. Dù chỉ có một vai diễn duy nhất bên trên màn ảnh, Khâu Bội Đinh vẫn khiến người xem nhớ mãi không quên. Không chỉ thế, sự nghiệp buôn bán của Khâu Bội Đinh cũng khá thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, bà điều hành một tập đoàn lớn, là một trong những nữ cường nhân, triệu phú chốn thương trường. Bà không tiết lộ đời tư với cuộc sống hiện tại, có thể nói là rất chi là bí mật kẻ. Dù đã ở tuổi 61, Khâu Bội Đinh vẫn khí chất ngời ngời. Không chỉ thế, bà còn rất tích cực làm từ thiện, giúp đỡ con nít bần hàn.